Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương và shop Tuấn Hương nhé, chuyên giày si chính hãng. Hàng về khá là nhiều, cả giày tây, mũ kính thắt lưng đầy đủ hết mọi người nhé. Tuy nhiên thì hôm nay thì em sẽ không lên giày thể thao ở trong cái video này nữa, mà em sẽ lên cho mọi người một video sẽ chuyên thắt lưng, mũ này, kính mắt, những cái đồ hiệu mà hiện tại bên em vừa mới về mọi người nha. Đến với cả mã đầu tiên nhé, mọi người mua hàng nhà em thì chốt đơn inbox cho em qua số Zalo là 0987785608 ạ. Đến với cả một mã đầu tiên, đấy là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gucci mọi người nhé. Cái này thì em chắc là có 4 chiếc mũ thôi mọi người ạ, nó dính ở trong cái kiện giày đấy, thành ra là giày tây. Chiều nay chiều tối thì bố em sẽ lên giày tây, tuy nhiên thì là bây giờ em sẽ lên cho mọi người những cái mặt hàng mà hiện tại là bên em đang bán mọi người nha. Đến với cả một chiếc mũ đầu tiên, đấy là của thương hiệu Gucci nhá. Mũ này thì có mã là mũ 4. Chiếc mũ này thì là bán cho mọi người với giá là 350 một chiếc mọi người nhá. Em chả biết là mũ này hiện tại thị trường đang bán ra bao nhiêu đâu, nhưng mà hiệu này thì ít nhất chắc là một chiếc mũ cũng phải rơi tầm 4-5 triệu. Nhưng mà nó dính ở trong cái kiện hàng, thành ra là bán rẻ cho mọi người thôi. Đấy mọi người nhá. Và mũ này thì là bề mặt xung quanh thì đều bằng vải hết mọi người nhá. Và đằng sau thì cũng có đai để mà mình có thể là thắt, mình có thể điều chỉnh vòng đầu. Đấy, xung quanh bên trong thì đấy, nói chung là em thấy chất liệu cũng khá là đẹp mọi người nhá. Khá là đẹp đấy. Đây, bên này cũng có mác miếc các thứ là đầy đủ hết này, 100% là cốt tông. Đấy. Và mũ này thì mùa hè đeo rất là thích, rất là thoáng và mọi người có thể là che nắng. Đôi này, chiếc mũ này thì có mã M4 nhá, bán cho mọi người 350. Đang tìm cái hộp kính mà không biết đâu nhỉ. Tiếp theo nhé, em lên cho mọi người một cái mũ thứ hai của thương hiệu Louis Vuitton. Mũ này thì chất liệu ở bên trên thì là bằng da hết, không phải bằng vải mọi người nhá. Xung quanh mũ thì như này, và đằng sau của nó thì cũng có in chữ Louis Vuitton. Và có đầy đủ mác miếc các thứ đây nhé mọi người nhá. Và bên trong thì vòng đầu em thấy là mũ này cũng khá là rộng. Mọi người thì có thể là thắt và điều chỉnh vòng đầu của mình ở đây nhé mọi người nhá. Cái này là dán và 100% cũng là cốt tông mọi người nhá. Đấy. Và mũ này thì có mã là mũ 1, size là mà mũ 1, bán cho mọi người mũ này cũng là 350. 350 mọi người nhá. Tiếp theo ạ, em lên cho mọi người một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gucci tiếp nhá. Ở đây thì chất liệu cũng bằng vải mọi người ạ. Xung quanh thì đây, nó ở bên trong như này. Ở đây chất liệu cũng là cốt tông, có mác đầy đủ hết mọi người nhá. Cái này thì là hàng made in Việt Nam sản xuất mọi người ạ. Nó là hàng chính hãng nhưng mà Việt Nam sản xuất. Và mũ này thì có mã là mũ 3. Và ở trên này nó có hình cái con báo mọi người nhá. Đấy. Mũ này thì cũng bán cho mọi người là 350 một chiếc mũ. Tiếp theo, em lên cho mọi người một chiếc đến từ thương hiệu Louis Vuitton nhá. Cái này thì chất liệu là bằng da mọi người. Ở trên này thì nó có logo với cả là chữ ở đây. Đấy, xung quanh thì mũ này khá là to. Và anh nào mà đeo mà đội ấy thì có thể điều chỉnh dây ở đây. Cái này nó là bằng dán thôi mọi người nhá. Đấy, ở bên trên cũng có mác miếc các thứ đầy đủ hết ạ. Bên trong này. Đây này. Mũ này thì có mã là mũ 2, cũng bán cho mọi người là 350 một chiếc. Mác của nó hiện tại là bán với giá là 147 € mọi người nhá. 147 € một chiếc mũ như này.
tầm khoảng 3 triệu 6, 3 triệu rưỡi gì đấy một chiếc mũ như này nhá mọi người nhá. Đấy, nhưng mà nó dính ở trong kiện em chả biết bao tiền, thành ra là bán rẻ cho mọi người thôi. Mọi người nhá. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một chiếc ví cắp nách. Đấy, hàng này thì là dính ở trong cái kiện giày tây. Và mẫu này thì hôm trước em có duy nhất là hai chiếc, đấy là LV và Gucci, thì hôm trước đã bán hết rồi và khách thì là đặt rất là nhiều nhưng mà không có. Đợt này thì dính 4 chiếc nhưng mà mẫu khác mọi người nhá. Mọi người có thể tham khảo. Túi này thì là của thương hiệu Louis Vuitton và là mã túi 1, size là 27, chiều dài là 27 nhá. Và chiều cao là 18 mọi người nhá. Và mũ này thì là bán cho túi này thì là bán cho mọi người là 550. Đấy, một chiếc túi cắp nách như thế này nhá. Ở bên trong thì mọi người có thể là đựng vừa một chiếc iPad mọi người nhá. Đây, nó có cả cái dây đeo túi ở đây này. Mọi người nhá, dây đeo túi này. Đấy. Mọi người đi đâu nhá, ví dụ nhất là những cái anh mà làm văn phòng hoặc là làm trong lĩnh vực gì đấy, nói chung là túi này thì ai cũng có thể sử dụng được. Đằng sau nó có một chiếc ngăn, một ngăn đấy, mình có thể là đựng giấy tờ. Bên trong thì mình có thể là đựng điện thoại, iPad, và nó có các ngăn nhỏ ở bên trong để mình có thể đựng thẻ nhá mọi người nhá. Và một chiếc túi như này thì nó đựng vừa một chiếc iPad, mọi người nhìn thấy không ạ? Em nhét hẳn iPad vào cho mọi người nhìn. Đấy, đựng vừa một chiếc iPad nhá mọi người nhá. iPad cầm tay, nói chung là đi để phục vụ công việc hoặc mọi người mà hay dùng MacBook nhưng mà loại nhỏ nhỏ ấy. Đấy, là cũng có thể dùng vừa nhá. Túi này thì là của thương hiệu Louis Vuitton, có mã là túi 1. Chiều ngang là 27 x 18 nhá. Chiều cao là 18, chiều ngang là 27. Và bán cho mọi người là 550. Tiếp theo nhá, em lên cho mọi người một chiếc túi đến từ thương hiệu Gucci. Túi này thì cũng như túi kia thôi, nó chỉ là hiệu khác nhau và mẫu khác nhau. Cái túi này thì trông khá là trẻ trung hơn nhé mọi người nhá. Cái này thì trẻ trung hơn. Mã là túi 4, cũng bán cho mọi người là 550 một chiếc túi như này. Đấy, cũng đầy đủ tất cả các ngăn. Khóa thì đều mạ vàng 14K hết mọi người nhá. Này, em zoom gần cho mọi người xem chất liệu nhá. Ra hết cho mọi người nhá. Chiều ngang, bề ngang này cũng là 27 x 18 nhá mọi người nhá. Túi 4. Tiếp theo là một chiếc túi đến từ thương hiệu Gucci nhưng mà nó màu xanh, có mã túi 3, cũng bán cho mọi người là 550 nhá. Made in Italy mọi người nhá. Bên trong cũng đựng vừa một chiếc iPad. Và túi này thì là đều bằng khóa mạ vàng hết. Và mọi người thì có thể là cài mật khẩu, xong rồi đi ra đường thì mọi người có thể là cài mật khẩu lại. Thì nói chung là không bao giờ bị kiểu bị bật ví với cả túi nha mọi người nhá. Bên trong cũng đầy đủ và mình sẽ có thêm một cái chiếc như này để mọi người có thể là xách cũng được. Đó, cũng bán cho mọi người là 550 một chiếc túi như này. Mọi người chọn mẫu nhá. Em có để mã ở bên trên, thế nên là bác nào mà thích mẫu nào thì mọi người vui lòng là đọc mẫu giúp em, đọc mã giúp em. Mã này thì có mã là túi 3. Đấy, 550. Tiếp theo nhá, chiếc túi cuối cùng. Nói chung là em chỉ có 4 mẫu này thôi và có 4 chiếc duy nhất thôi. Bác nào nhanh tay thì sẽ được, còn không thì lại phải chờ đến đợt rất là lâu nữa thì mới lại có nhá. Tiếp theo một chiếc túi đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Và chiếc túi này thì nó dập nổi như này nhá mọi người nhá. Dập nổi của cái thương hiệu Louis Vuitton đấy. Nói chung là những cái đường hoa văn của cái hãng này. Mã này thì có mã là túi 2. Đấy, chiều ngang cũng 27 x 18 nhá. Đằng sau thì cũng có túi, một chiếc ngăn nhỏ nhỏ. Đây cũng mạ vàng hết mọi người nha. Bên trong thì là đựng vừa một chiếc iPad. Đấy, cũng có một chiếc túi cầm tay như này. Đấy, nói chung là để không mất quá nhiều thời gian của mọi người để em lên được nhiều mẫu thì là em sẽ quay như này thôi mọi người nhá. Có 4 mẫu, bác nào muốn xem hình ảnh thực tế ở bên ngoài thì em sẽ liên hệ với cả em qua Zalo là 0987785608 ở trên màn hình. Thì em sẽ gọi là em sẽ chụp ảnh ở bên ngoài cho mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Và tiếp theo em có về được khoảng 4 chiếc gọi là kính nhá mọi người nhá. Kính này thì đều hàng si hết, chính hãng hết. Và kính này thì khi vào nhận hàng thì mọi người sẽ được nhận một chiếc hộp như này.
bình thường kính ấy là hàng si thì là bên em sẽ không full box, không có hộp, không có khăn gì cả, nhưng mà đây là do em đặt thêm hộp và khăn để cho mọi người nhận kính nó sẽ không bị vỡ mọi người nhá. Đây em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu đầu tiên. Cái kính này thì là của đây, của hiệu là Cartier nhá, made in Italy. Vàng là ở đây là vàng 12K mọi người nhá. Kính mắt rất là trong, nó hơi ngả ngả màu vàng trà ấy. Đấy, Cartier. Những bác nào trung trung tuổi ấy là đeo kính này rất là đẹp. Bố em đeo rất đẹp. Em có ảnh mẫu, mọi người inbox cho em sẽ gửi ảnh cho mọi người xem là bố em đeo ở bên ngoài nhá. Xung quanh cái phần mà gọng kính ấy là có hình một con hổ hay con báo gì đấy, hình như con báo mọi người nhá. Đấy, hiệu là Cartier, made in Italy. Thông số kính ở bên này hết cho mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn thấy không? Thông số kính ở bên này hết. Và kính này thì em đang bán là 450 một chiếc nhá. Mã này thì có mã là K1 450 nhá mọi người nhá. Khi nhận thì mọi người sẽ được nhận đầy đủ một chiếc hộp như này. Em sẽ đánh mã luôn. Bác nào lấy thì đọc mã giúp em nhá. Mã K1 450. K1 450 nhá mọi người nhá. Alo chú ạ. Có. Vâng vâng, chú nhá. 550 chú ạ, 550 không cần. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì chú quen rồi. Ok. Ok ok ok. Cháu chọn cho chú cái độ mới cao. Vâng vâng, cháu cho chú nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc kính thứ hai nhá. Cũng của thương hiệu Cartier nhưng mà nó hãng khác. Đây là hình con báo, lúc nãy là hình con hổ mọi người nha. Và gọng kính thì bằng gỗ hết, xung quanh đều là mạ vàng 12K. Kính mắt rất trong, chống tia UV và hàng này là hàng chính hãng, made in Italy. Đấy mọi người nhá. Đây, thông số kính ở bên này mọi người nhá. Nói chung là hàng này thì là quá là đẹp rồi. Hôm trước khách đặt mấy cái mẫu này nhưng mà hiện tại là không có. Đấy, bây giờ em về được thêm một chiếc này nhá mọi người nhá. Ở bên này mạ vàng. Bác nào trung trung tuổi đem đeo đẹp lắm mọi người ạ. Kính này có mã K2 nhá. 450. Em cũng bán cho mọi người là 450. K2 450. Bác nào lấy thì đọc mã giúp em. Mã K2 450. Đấy. Tiếp theo lên cho mọi người một chiếc kính nữa nhá, của thương hiệu Ray-Ban. Nhầm gì nhở? Kính này thì nó không có hộp, thành ra là em phải đặt thêm cái hộp. Hộp này thì là hộp của hộp Ray-Ban và đựng để đựng kính, làm sao cho mọi người nó sẽ không bị va đập các thứ, nó bị xước sát ấy. Kính này của hiệu Gucci mọi người nhá. Kính mắt màu đen. Đấy. Khả năng cái này phải để cho chồng em đeo. Chồng em có một cái IC này. Thông số kính ở đây nhé mọi người nhá. Kính mắt rất là đen, trong, chống tia UV. Và hiệu này là hiệu Gucci nhá mọi người nhá. Kính này thì bán cho mọi người cũng là giá là 450. Trong này thì cũng có khăn và hộp đầy đủ luôn. Hàng ngày hàng si em phải mua thêm cả hộp để cho mọi người đựng. Nó sẽ không bị va đập, bị hỏng ấy mọi người nhá. Mã này mã K3. Size là 450. Mã K3 450 nhá mọi người nhá. Tiếp theo mã cuối cùng nhá, của trong video kính ngày hôm nay. Đây, chiếc kính này thì màu xanh trà nhá mọi người nhá. Màu xanh trà. Kính này là của hiệu Ray-Ban. Đáng nghĩa là tí em sẽ giả cái hộp Ray-Ban vào cái kính Ray-Ban. Đấy mọi người nhá. Kính mắt là màu xanh trà rất là trong, của hiệu Ray-Ban. Mạ vàng thì là đều là 14K mọi người nhá. Đây là 14K, made in Italy. Và có CE chống kiểm định của tem chống hàng giả. Thông số kính ở bên này. Đấy mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp lắm. Cũng bán cho mọi người 450, mã K4 nhá. K4 450. Em toàn phải quay tranh thủ thôi mọi người. Bây giờ đang trưa này. Đấy, mọi người đang ăn trưa thì có thể xem video. Mã K4 450 nha mọi người ơi. Giày tây đợt này về đẹp lắm luôn. Tối bố em sẽ lên video. Mọi người tối cứ 6:30, 7 giờ là ăn cơm xong ngồi vào bật xem tivi mọi người nhá. Xem tivi, xem điện thoại, vào kênh của em để xem đi. Bởi vì là hôm nay rất nhiều hàng giày tây đẹp.
Mã K4 450 nhá mọi người nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc thắt lưng. Hàng này là hàng chính hãng của thương hiệu Gucci mọi người nhá. Gucci. Nó có hình con rắn này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Hình con rắn. Thắt lưng này thì là chính hãng của thương hiệu Gucci luôn mọi người nhá. Hôm trước em có lên 4 cái thì một khách lấy luôn 4 cái. À đâu, một khách lấy 2 cái. Mỗi một khách là lấy một cái, tổng là 4 cái là hết luôn. Đấy, nói chung là những cái hàng này ấy là em cứ lên video phát là khách sẽ lấy mọi người nhá. Tiếp theo, da chất liệu nhá. Rất là xịn luôn mọi người nha. Ở đây thì nó có hình mặt hình con rắn, có logo của thương hiệu Gucci. Đây. Mọi người nhá, logo của thương hiệu Gucci ở cái phần đây để nó in dập. Cái này thì bán cho mọi người là 750, hàng này hàng chính hãng. Mã là thắt lưng thì là em ký hiệu là TL4 nhá. Bán cho mọi người chiếc thắt lưng này là 750. 750 một chiếc thắt lưng chính hãng của thương hiệu Gucci. Tiếp theo nhá. Cái này màu đen mọi người nhá. Anh nào thích màu đen thì lấy cái này. Tiếp theo, ngoài cái mặt màu đen ra thì bên em có thắt lưng thương hiệu Gucci nhưng mà mặt màu vàng đồng mọi người nhá. Cái này thì nó cũng y xì như cái này à, nhưng mà nó khác mỗi gọi là khác cái mặt thôi. Mã này mã T2 cũng bán cho mọi người 750, thắt lưng chính hãng của thương hiệu Gucci mọi người nhá. Hình con rắn, nói chung là đeo cái này nhìn trông hầm hố mà kiểu chất chơi mọi người nhá. Đấy. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc thắt lưng. Tiếp theo đấy là thắt lưng có mã là TL1 của thương hiệu Louis Vuitton. Cái này màu vàng bò, màu vàng. Đấy, anh nào mà trung trung tuổi ấy, chú nào trung trung tuổi chắc chắn là sẽ thích cái mẫu này luôn, bởi vì là hay mặc những cái đồ mà mặc giày, đi giày tây ấy, màu nâu ấy, xong rồi đeo thắt lưng màu nâu ấy, rất là hợp luôn mọi người nhá. Mã TL1 bán cho mọi người 750, ở trên này nó có chữ logo của Louis Vuitton, màu nâu nhá mọi người nha, nâu. Bên em có 4 chiếc thôi, em còn thêm một chiếc Gucci nữa, nhưng mà thắt lưng dây màu đen, đấy, có mã là TL3, cũng bán 750 cho mọi người nhá. Mặt hình con rắn của thương hiệu Gucci, ở đây nó có in logo của Gucci à. Đằng sau chất liệu bằng da hết mọi người nhá. Và thắt lưng này thì em đảm bảo mọi người ấy là dùng 10 năm không hỏng. Thắt lưng này chính hãng của nó, giá bán của nó trên thị trường thắt lưng mới ấy là rơi tầm khoảng là hơn chục triệu. Khách nhà em bảo chứ từ khi mà anh biết đến hàng Si ấy là anh tiết kiệm được rất là nhiều tiền, mà thậm chí anh còn nghiện hàng Si luôn. Thứ nhất là bỏ ra số lượng rất là ít cùng với cả số lần mình sử dụng. Thứ hai nữa là kiểu mình không phải bỏ mấy chục triệu ra để mua một cái chiếc thắt lưng như này, nó phí ấy. Mà mình mua hàng Si. Đấy, mà mình lại còn không bị đụng hàng với cả ai, bởi vì hàng Si thì chỉ có một chiếc duy nhất thôi mọi người ạ. Đấy, đây là chiếc thắt lưng cuối cùng và cũng là mã cuối cùng trong chương trình live hôm nay mọi người nhá. Mọi người mà muốn săn giày tây thì là xem video tối nay bố em sẽ lên. Đấy, bây giờ em xin phép là dừng video ở đây. Mọi người mua hàng thì chốt đơn, inbox cho em qua số Zalo là 0987785608 ở trên màn hình mọi người nhá. Và mọi người là phải đăng ký kênh theo dõi của kênh shop Lan Hương nhá, shop Tuấn Hương chuyên giày Si chính hãng, để xem những video mới nhất mọi người nha. Em chào tất cả mọi người ạ.